Công an tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng bài thuê 100 người đi đánh nhau trên Facebook để câu view. Ngày 24 tháng 3, một thanh niên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết thuê 100 người đi đánh nhau tại quảng trường thành phố Buôn Ma Thuột. Mỗi người tham gia sẽ được trả phí cao. Sau khi đăng tải, cộng đồng mạng đã tương tác, chia sẻ, lan truyền bài viết rất nhanh chóng, gây mất an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang, phẫn nộ cho người dân. Tại cơ quan công an, người này khai nhận việc đăng tải bài viết là nhằm câu view câu like để nhiều người biết đến và tương tác lên trang facebook của mình